22.000. Dây đưa 2.000 nữa. Anh Việt Kiều, bà Việt Kiều đó không? Đó, thấy không? Rồi. Mời thứ bảy. Bạn Quý Nhung Động Bàn rồi hả? 22.000. Có 2 tờ, sẽ 2 tờ, 22.000. Bán nửa tờ không? Không. Trăm một. 200 được không? Ai? Hai chục lấy luôn hả? À. Tao muốn nói về cái miệng mình giật giật vậy. Mày kết chào xanh ăn chào đó vậy. Áo xanh chồng con. Nhiều qua quên này vậy. Áo xanh chồng con. Lấy nó đi. À, lấy rồi. Giờ vậy, vợ nó quýnh mày văng lộn á. Trời ơi, cái gì vậy? Nhiêu tiền hả? Tự nhiên nói văng vậy, nói lại con. Vợ nó quýnh mày văng một le. Trời ơi, nói bậy. Mê, bà nó quýnh là văn học mê nè. 101 phải không? Ừ. À, chết trời với con 400. Hai mươi rưỡi. Hai mươi rưỡi, 300. 400, khăm kèo. Đúng không? Mấy rồi? Chết ơi, thêm nhiều 50 rồi. À, 100, 200, 300, 400. Chết cho Khánh Kèo, cảm ơn. Cái thông báo công ty nay bán mai nghỉ bốn một kiều nha, bốn chồng một kiều. Mai bảy nghỉ là hối hận nha. Bị chù chồng cơ, bà thiếu hai dĩa cơm á. Dây. Không, tháng 7 có hồn chứ giật hả? Đó, chồng ta đó, còn nghiệp quá. Mai mốt về ở với em đi. Dễ thương quá. Vậy. Tại con làm cà hạt. Bà Việt Kiều, sớ không? Mua không bà Việt Kiều? Anh đẹp trai số không? Số không anh Việt Kiều, anh này đẹp trai nè. Quý Nhung, sửa bình xăng ông này đi. Đi, sửa bình xăng ảnh đi. Chưa, chưa có vợ sửa được. Mua đi anh. Mấy cờ? 22.000. Cảm ơn. Anh lấy mấy tờ. Lấy mấy cờ anh yêu. Mấy cờ? 11.000 cờ. Lấy mấy cờ? Trời, lấy 3 cờ. 5 người 3 cờ. Vậy lấy 5 cờ đi. 55.000. Cảm ơn. Dây. Trời ơi. Mấy cờ anh yêu? Nè, 100.000, 9 cờ. 5 cờ. 7 cờ. 8 cờ, 9 cờ. Rồi đủ 100. 11.000 cờ Khánh Kiều. Đây. Hùng Quân ơi, qua đây nè. Khách Kiều. Hùng Quân, qua cả Kiều kìa. Đâu Hương đâu? Nó kêu thì nó lú đầu ra lú.
thiệt tiêu sợ không, đẹp quá trời, buồn quá vậy, chơi đại thử rồi. Bí bo là đứa nào? Bí bo là đứa nào? Lan Quế Phường 258 nha, đường Nguyễn Tiểu La, sáng có phở, chiều có cái viên chiên nha. Nha, Lan Quế Phường phải cầm cường, Hương Phương lên phường nha. Cá sống về nước, em sống về tình yêu thương của mọi người. Lại la, lại la. Có em có cùng Phương, có em nha anh em. Giảng mặt mày à. Số không? Đó là anh em muốn hỏi gì chứ. Trời ơi, gái đẹp quá ha. Đẹp cái sợ luôn á. Không cho quay số đi, mua đi giúp đỡ nghèo cũng đẹp quá. Sao vậy? Bà kia bán cái, bà này chán quá vậy. Kệ mua đi, bà có lọc quá, hôm nay mùng 1 nè, bạn trai có phước. Quý Nhung, bạn kêu Quý Nhung ơi, 22 ngàn. Bạn ấy mà có mấy gái đẹp này ngồi giữa nhà là bắn đắt lắm á. Qua đây ngồi đi, nắng tượng đi. 20, 22 ngàn. Cho anh nó mượn 10 ngàn đi. Gì? Gì? Con ơi, mày thấy gái hả? Mày ghen kêu quay à. Con đồng ý nha, hai thằng. Anh cả là con cao rồi, không dám quay đâu, con quýnh chết. Ai ngồi đó vậy trời? Rồi đi hết luôn, chức đi cái đó. Xui ghê. Nói cho mời khách đi chứ. Hồi sinh viên không mời luôn gì chứ. Đó gì chứ. Tới công chuyện. Gái này dễ hơn là mua đi con. Con cá. Mới mùng 2 ta tính cá heo. Con hiểu không? Bán luôn. Ê trời, bán hiểu không trời. Chỗ không? Bạn là con nhỏ con này. Em thiệt phải không? Vô đây hư rồi. Con không cần không, tôi nhiều vậy chúng hư người hết. Trời ơi. Nói đi con, cầm không, cầm chúng ơi. Nhiều quá hư rồi. Đúng không? Hai tờ. Đúng không? Chúng nhiều hư rồi đúng không? Chất. Hai mươi hai ngàn. Rồi, cô hát rồi. Cười vui hết cỡ. Hai tờ. 55 ngàn người đây. Một, hai, ba, bốn tờ. Cái này em trả chưa? Năm. Đây đây. Sáu phải không nè? Con đưa 90 á, 7 tờ. Phải không? 6 tờ hả? Lấy 2 tờ. 6 tờ, đưa 90 á. Rồi, đưa nó lại rồi. 2 bàn được rồi. 66 ngàn. 2 bàn được rồi anh. Đủ rồi. Dạ, 2 bàn. 2 bàn đủ rồi. 2. Cái bàn đi sao đâu. Cái 4 sao. Ê ê, đưa lại 2 ngàn nữa đủ rồi. Ok, chốt đường. Chỗ không, gái đẹp. Có khách này bên đường cái gì chứ? Khách nào? Là
nãy bên đường đó, chứ chạy qua đó. Khách nào đâu? Cá không? Đẹp trai. Chạy vô luôn, chạy vô luôn, vô đây ăn. Giúp đỡ nghèo. Trời ơi, không ba, trời ơi, không ngủ cái giết ta. Trời ơi, cái ghê vậy. Thấy đó không sợ, thấy gì chứ mới chết đó. Rồi, hết rồi. Dạ, chị đây rồi chứ. Chút đi, trời ơi, chụp hoài và mệt lắm. 33.000. Chị đưa cây em. Nè. Khánh Kiều. Cảm ơn em. Rồi chụp đi. Chụp ai? Rồi lấy em tờ luôn. Đó. Đó. Ta chụp hình trong. Ê. Rồi xúc ra kìa. Ngay rồi. Hai tờ này lỡ chúng rồi đi nước ngoài rồi có lãnh được không? Được, chở về đây. Súng này rồi sao? Trăm ông đi chứ. Nào. Đây. Mì nữa. Mì nữa, nước nữa. Nước nữa các bạn. 55.000. Rồi, chưa đưa nữa đây. Số không? Ba thằng đẹp trai vậy không? Mua rồi, mua rồi. Để có bàn mới thì chứ. Ừ, bàn dạng giả đó. Ai quá mừng mua, buồn quá. Đó, hai cờ. Còn 400.000. 400 bữa nay tháng bữa nay 400.000. 22.000 ta nói chuyện ở đây. Bữa nay phát từ thiện đi, đầu tháng 7 đi chứ. Còn dư nhiêu phát hết đi. Về cứ má mày khoát đi. Nhà cửa ta đâu có dư đâu. Nè. Về cứ má mày đi.